không vô được mà phải quay lén các bạn. Đó, mà thấy bạn nào Hậu Giang sao? Mình vô trong cái chỗ mà hải quan xong, bắt đầu soi hành lý. Soi hành lý xong chặn lại, tiếp tục nói là hả, mình cho thằng nó 20 rồi nha, xong thằng khác tới. Bây giờ mày muốn không soi tao không mở hành lý ra thì cho tiền tao, không thôi tao sẽ mở hành lý ra. Nói xong cái mình đứng bực mình quá kia. Ok các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một video cuối cùng kết thúc tại hành trình tại Cairo, Ai Cập, là chúng ta sẽ đi thăm viện bảo tàng Ai Cập, lớn nhất Ai Cập đây các bạn. Trong này sẽ chứa xác ướp Tutankhamun, lời nguyền của Tutankhamun, rồi Ramses II, nói chung tất cả các xác ướp, những cổ vật mà quý nhất đều phải nằm trong này hết. Thì đây là video cuối cùng luôn, kết thúc tại hành trình tại Ai Cập của mình luôn các bạn. Tại là rất là đông người đi vô, tại mình đi đúng 9 giờ sáng luôn nè, là mới mở cửa đi vô. Đây là toàn cảnh nó tại trung tâm Cairo, quảng trường nè các bạn. Các bạn nhìn dễ hình dung nè. Đó. Thấy không? Đó. Dầm tròn luôn, ta sẽ vô đây. Đây do coi giá vào bao nhiêu và quay camera thì có tốn tiền không? ثمانية خمسة. À, 160 tệ là buổi sáng nè, buổi tối là 220 tệ. Học sinh là rẻ hơn có 80 tệ một nửa bạn. Thì bạn thấy không, vô mummy bạn thăm bảo tàng mà về xác ướp mummy á là khoảng 180 tệ. Đó. Rồi tiếp tục là cái gì? Tổng hết vé luôn á, nếu bạn mua tổng vé luôn chỉ có 300 tệ. Vé để chụp hình á là 50 tệ. Vé quay video là 300 tệ. Con mẹ đó là 350 tệ. Nói chung là tổng vé của mình vào á là 300 tệ. Hai người là 600 tệ. Quay video á là 300 tệ, đó là 900 tệ các bạn. Đó. Đây, cái đây là giờ mở cửa bảo tàng nè. Mình nhìn đây là buổi sáng là 9 giờ đến 5 giờ. Buổi tối là từ 5 giờ đến 9 giờ tối. Chủ nhật thứ 7. À. Đó, cho bạn coi giá vé vào á. Ok, chúng ta đi vào đi. Nói chung là để có video cho bạn xem là mình sẽ tốn thêm 300 tệ, chụp hình nữa là 50 tệ. Ta sẽ vào mua vé nữa bạn, vào vé. Chúng ta hoàng lên giờ vô, chúng ta đứng chờ mua vé thôi. Trong này đông kinh khủng. Đó, tất cả những học sinh nào trên 30 tuổi đều phải mua full vé. Đây là bạn học ngu dốt quá, tới 30 tuổi mới còn học, mới học sinh thì họ phải mua nha. Ok các bạn, chúng ta đã mua vé xong. Thì mình mua vé tổng cộng 2 vé là bao gồm vô hết luôn á là 300 tệ. Đây là video. Đây là camera mua sạch luôn á. Nói chung là trong nó bao nhiêu vé mình mua sạch hết luôn. Vô thì nói chung mình đi du lịch khá là dễ tính các bạn. Chỗ đó cái chỗ bán vé nó bán bao nhiêu vé là mua sạch bấy nhiêu vé luôn. Tại từ Trung Quốc vô nó mua cái vé nhỏ xíu à, có 160 à, mình mua vé full luôn 300 luôn mà. Cái bài bán vé ngạc nhiên hỏi ủa này mới mua full luôn ra rồi. بعرف مين يا عم راح 4 دهب يا عم محمد سعيد موقفوا لك هناك وعمال يدور عليه. يلا يا عم راح 4 دهب. này giờ chúng ta vô đó. Tới bạn, chúng ta tới vào trong. Nói chung là mình có cái vé này rồi đó, xịn này rồi, muốn làm gì làm. Nói chung là mình đầu tư rất là nhiều cho video cho bạn coi thoải mái luôn. Còn đây là người Việt đầu tiên review cho bạn coi bằng tiếng Việt luôn các bạn. Coi rất là thích đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây. Bạn nên nhớ nha, bạn nên nhớ một điều đó là tất cả những thứ ở trong này á là đều là original, nghĩa là đều nguyên bản những bức tượng này đó là đều là original nha các bạn. Chứ không phải là người ta dựng lên đâu, đây là những bức tượng mà họ thu thập được ở tại tất cả các đền mà bạn đi thăm từ đó đến giờ. Tại sao là mình lại dồn cái video này lại cuối cùng, để dồn lại cuối cùng các bạn, mà mình không review ngay từ đầu cho bạn xem? Tại sao mình lại để cái video mà giới thiệu bảo tàng này lại là cuối cùng, là không phải là đầu tiên khi tới Cairo, Ai Cập các bạn? Tại vì đây là tập hợp tất cả những thứ mà những cái đền đài mình đã đi từ Abu Simbel nè, đi tới Tutankhamun, xuống lũng các vị vua Akban, tới Luxor. Đó các bạn, đi tới những cái đền rất là nhiều, bạn thấy không? Kim tự tháp này nọ họ đều lấy ra và họ dồn ở đây hết. Thì khi mình tới mình review ở đây á, review tại chỗ này thì bạn sẽ biết được cái tượng nó là nằm ở chỗ đền nào, cái tượng kia nằm ở đền nào các bạn, còn là cái tượng kia nằm ở hầm mộ nào thì bạn mới biết đi vô đi. Đây là phía bên trái thì mình sẽ thấy là tập thể đây là có hai tượng nha, đây là tượng xác ướp là cảnh giữa hầm mộ nè. Cảnh giữa hầm mộ nha các bạn. Đó. Cái này bạn thấy giống như cái chỗ hiến tế, và trong phim xác ướp về hiến tế cái con nhỏ lên trên này không bạn? Tại chúng ta sẽ có một quan tài của Pharaoh. Thấy các bạn, đầu rất là dài. Nói chung á, nếu mà bạn nhìn tổng thể của quan tài này thì sao? Tổng thể của quan tài này nó chỉ tầm 1m7 mấy thôi, bạn hiểu không? Mà ở trong này bạn nhìn trừ nè, bạn trừ đi lọt lòng, bạn hiểu không? Tổng cái chiều dài của quan tài này tầm 1m75 thì á, lọt lòng của nó nè, bạn trừ chỗ này 20, bạn trừ chỗ này là tầm 20 mấy nữa, thì á cái người lọt lòng trong cái quan tài này chỉ tầm 1m4 thôi bạn, 1m4. Có nghĩa là bạn nhìn thấy Pharaoh trong phim, bạn coi đọc truyện đọc đồ bạn sẽ thấy là rất là cao to hùng dũng đúng không? Nhưng mà thật sự là những Pharaoh á họ rất là lùn, họ cao tầm 1m4, 1m rưỡi là cao rồi bạn. Và bạn nên nhớ là Pharaoh Ramses II, ổng là cực kỳ cao, nếu xếp hạng Pharaoh ổng rất là cao, ổng cao tầm 1m72, 73, ổng rất là cao so với những vị Pharaoh này các bạn, rất là lùn. Bạn nhìn tất cả những quan tài ở đây đều rất là ngắn, tầm 1m7, lọt lòng vô chỉ còn 1m rưỡi thôi, là bạn biết là những Pharaoh thời xưa rất là lùn nhá, không cao đâu. Những cái quan tài này bạn nhìn là bạn biết là của các tư tế hay là cái gì hả? Tại nó không có in hình mặt nạ Pharaoh này nọ, thì tỏ là quan tài này không phải là của vua của đồ các bạn. Đó. Không phải là Pharaoh mới ướp xác mới nằm trong cái những quan tài này, mà thật ra là những người bình thường họ vẫn đều có thể ướp xác được hết. Tại vì người Ai Cập cổ họ quan niệm là cuộc sống còn cái cuộc sống đời sau nữa, nên họ ướp xác lại, họ giữ xác lại để sau này cuộc sống đời sau còn có cái xác đó để mà xài, nên đa số người ta đều là ướp xác nằm trong quan tài đá này nọ các bạn. Chỉ có Pharaoh nó nằm trong kim tự tháp, còn lại trong thung lũng vị vua hầm mộ. Mà thật ra những người thường vẫn ướp xác được, mà có tiền thì ướp xác thôi bạn. Nó giống một cái nghề dịch vụ á, tại con cá sấu cũng ướp xác được mà, con rắn cũng ướp được luôn. Nói chung cái con gì nó cũng ướp được hết á. Sau lưng mình bạn sẽ thấy là những giáo sư Ai Cập học, khảo cổ học đang chỉ cho sinh viên ghi chép những ký tự trên đó hả? Những cái hầm mộ, cái bia đá, những cái lăng tẩm các bạn. Đó, bạn thấy sinh viên đang học theo cái giáo sư này, học đại học Ai Cập học các bạn, cái ngành Ai Cập học đang nghiên cứu, họ đang nghiên cứu. Nói chung là cái này người ta vẫn đang nghiên cứu từng ngày từng giờ, chứ không phải là nghiên cứu xong rồi vẫn chưa có, còn rất là nhiều bí ẩn tại Ai Cập đó các bạn. Để bạn dễ hình dung là bạn thấy những cái tổ quan tài nào mà nằm chính giữa là đều là của Pharaoh, của vua các bạn. Đây bạn, tổng thể nè. Đó. Đây, trên này quay xuống mới dễ thấy cho bạn coi, thấy không? Ông kia quay thấy khổ không? Mình trên đường quay xuống cho bạn coi luôn nè. Mẹ dưới quay khổ. Trong phòng này chỉ là dùng bông mi các bạn. Đó là phòng xét ướp, từ từ chúng ta sẽ coi hướng dẫn nhậu. Đây là nữ hoàng cũng chết từ 50-60 tuổi luôn. Julia Inter Coffee Mummy. Đó đó. Đấy đó, mặt nạ các bạn nhìn rất là đẹp. Nhìn xuống dưới là đã phải còn tay chùm tay luôn, ngón tay rất là dài nha. Nhìn ngón tay dài không? Khô luôn giống như sắt vậy á, bạn nhìn giống như sắt vậy á. Đó, đây mặt nạ là đẹp rồi. Thấy không? Thấy mặt nạ đẹp không? Nhìn dưới đây vẫn có tượng thần Nubia gì thần cậu chó nè, bạn thấy không? Ồ. Đây. Đây là những mình mẫu bọc trong phim Xe Ướp Ai Cập. Những cái cô motif bọc trong này là để mấy cái ruột gan phèo phổi của bả các bạn. Mấy quỷ ăn cắp nè. Bạn thấy không? Nó có 4 cái hộp. Thấy không? Nó có 4 cái ô này, nó tương tự chân cho là 4 con của vị thần Horus. 4 con thần Horus. Đó là gồm đó là gan, phèo, gì đó, ruột. Nói chung là mấy cái gì phổi bóc ra, tim là vẫn giữ nguyên, não thì dục các bạn. Người Ai Cập mà không thích vô giữ não, kêu não là không có tác dụng. Tim mới có tác dụng là giữ cho cuộc sống đời sau. Còn mấy cái kia bóc ra là bỏ 4 cái này. Bữa Xe Ướp Ai Cập các bạn thấy không, nó ăn cắp 4 cái hũ đó, 4 cái hũ đó nó không hồi sinh được nên nó phải ăn lấy là 4 hũ đó, nó hiện nguyên hình là Imhotep các bạn. Đó, cái hộp này là một này nè. Ở đây có 4 hộp luôn. 4 cái hộp này là để lưu trữ để cho cuộc sống đời sau. Để lúc mà phải hồi sinh á, phải lấy cái này nó hồi sinh là thân xác lại nên ông Imhotep bắt đầu mấy 4 cái hũ này nó hồi sinh lại các bạn. Đó. Đây là bức tượng mà hiếm hoi mà còn nguyên vẹn trong hầm mộ Tutankhamun luôn, là nhà khảo cổ học á, năm 1922 họ đã lấy ra. Đây là mặt nạ nó luôn, bạn nhìn thấy không? Cái máy họ cái thời xưa cắt rất là giống cái kiểu tượng hình, đó là hình tam giác. Bạn thấy hình tam giác xuống không? Giống như một cái hình thang tam giác á. Và người Ai Cập họ chôn trong những cái hộp, giống như hình thang vậy á. Đây là bức tượng của Tutankhamun còn thời còn nhỏ nha các bạn. Đây các bạn. Đây là tượng một con nhỏ rất là nổi tiếng trong hầm mộ Tutankhamun, bạn coi trên TV phim tài liệu là nhiều rồi, bạn thấy còn nguyên vẹn luôn, cái cột thời gian luôn các bạn. The jackal was a very wild, just attack. to create the organ. Đây là 4 cái hộp. Anh đẹp không? Thắt bánh đá này nọ nữa không? Đây trong khúc chỗ Tutankhamun đó nha các bạn. Đó, chứa trong này là xác ướp nè, ruột, gan, phèo, phổi nè. Nó to lắm, nó to chứ không phải nó nhỏ giống như trong phim đâu. Cực kỳ to. Trong này là chứa tổ hợp da của Tutankhamun nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ vô đây. Cái này là hòn da khác của Tutankhamun. Đây là cái đồ hòn da nè. Đó, bạn thấy mặt nào hòn da làm sao? Really notable for me, what meant was three rounds from a whole collection. I went there. Mũi phai rong rất là cao à. Con rắn nè. Đó, này bằng vàng của ổng nè. Cái này cho đeo giống ngực nè, chim thần ra nè. And this was the reason that led them to reach that tool. Alright? The tool that now so small behind this layer. Đó là những bao tay nè. Nhìn cái bao tay bao chân nhìn tếu mà. Đó, hòn da em xài bao tay bao chân nha. Đây là những cổ vật trong phim xác ướp Ai Cập. Đó, đây là 4 đứa con của thằng Horus. Thấy chưa? Thử có bài cặp á. Tại coi với là giả nhưng mà đây là thiệt nha. No, and the Luxor. Oh, yes, mask here. Ramses II Tutankhamun and the Luxor. Oh, here Ramses II Pharaoh Meskhetian. Yes, and the Hatshepsut. Yes. Bên này là vô Ramses II với lại Hatshepsut. Hatshepsut là bạn nữ hồn rất là nổi tiếng các bạn. Nổi tiếng không phải đi ở tại Ai Cập đâu mà bên Anh, Pháp, Đức, Mỹ rồi luôn các bạn, mỗi chỗ đều được đó. Các bạn thấy vào hầm mộ Ramses II của ông đó là cực. Ông Ramses II là hòn đế nổi tiếng nhất ở tại Ai Cập. Và bà nữ hòn Hatshepsut là bà nữ hòn nổi tiếng nhất của Ai Cập luôn. No photo inside. No photo. Thank you. chưa, mới chỉ nhận bạn vô trong căn phòng của Tuta Camun, có mặt nạ của Tuta Camun nè, có hầm mộ rồi gì, có cái hồn của Tuta Camun luôn. Nhưng mà trong đó là cấm quay, các bạn phải quay lén. Mình sẽ quay được cho bạn coi, đây giờ vô thì cho bạn coi là Tuta Camun nè. Trong này không có xác của Tuta Camun, nhưng mà xác Tuta Camun nó là nằm ở ngoài lăng mộ lúc sau rồi. Bây giờ trong này chúng ta sẽ có mặt nạ của Tuta Camun rất là nổi tiếng. Đó. Rồi cái nguyên cái gì cũng còn nguyên á, không bị hư hại đâu mà. Đây bạn lên dưới cái này nè. Cái này không sẽ vô. Rồi photo. Đó, nhìn hướng bên này là tôi cái mua. Bên kia là hầm mộ. Hầm mộ thôi. Không vô được mà phải quay lén các bạn. Mình không dám quay, phải quay lén. Chúng ta đứng tại Tuta Camun là không được quay, các bạn, mình đang quay lén nè. Đó là lý do tại sao những cái đền đài hay là mình đi cho bạn coi đều là vắng teo á, bạn không có gì hết là vậy á. Bao nhiêu cổ vật xịn này nọ người ta đã hốt dở rồi. Và đặc điểm của Tuta Camun tại sao nổi tiếng, tại vì chỉ có cái lăng mộ đó là lăng mộ không bị cướp phá và còn nguyên vẹn từ cửa hầm đi vô luôn, nên nó cũng rất là nổi tiếng. Còn tất cả các hầm mộ khác đều bị khai phá trước thời của hiện đại phát hiện ra, bạn hiểu không? Ở bên Ai Cập có một nghề rất là nổi tiếng, đó là nghề trộm mộ, người ta gọi là cái nghề gọi là đổ đấu các bạn. Bên Trung Quốc này hay có cái chuyện gọi là đổ đấu, thì bên Ai Cập này thường hồi xưa cái đây là thời cổ đại là có nghề rất là hot là đổ đấu, nghĩa là đi đào cái hầm mộ rồi nổi tiếng lấy vàng bạc cho nó ra, nên đa số đường bị phá hủy rất là nhiều. Riêng Tuta Camun còn cái đợt trộm mộ trải qua hơn 3-4 ngàn năm họ không tìm ra, tới năm 1922 hồn Hethkut gì đó họ mới đào ra được, là người ta bị chất độc, người ta chết rất là nhiều, nên thành lời nguyền Tuta Camun đó các bạn. Thì nên tất cả cổ vật của ổng đều giữ nguyên, và trong bảo tàng này lưu giữ cực kỳ là đẹp. Bạn thấy những cái cổ vật cực kỳ nguyên vẹn, không có gì bị hư phá đó, trải qua 3-4 ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn. Tuta Camun nó ổng chết trước ông Ramses II, có nghĩa là ổng sống trước thời Ramses II tầm 200 năm 300 năm, nghĩa là ổng sống tầm 1500 trước công nguyên, thì ổng sống trải qua 3500 tuổi rồi bạn. Tuta Camun đó. Ai Cập nó thì mấy các bạn toàn là lăng mộ, lăng tẩm rồi cướp xác đồ. Một đêm mà bạn ngủ tại đây là rất vô mốt, các bạn bắt giường ngủ ra xung quanh bạn nó toàn là xác ướp, xác chết. Đấy bạn, bây giờ đi ra là phải kiểm tra hành lý nữa. Ok, chúng ta kết thúc hành trình tại ngay cổng chính của bảo tàng Ai Cập, đeo cái bức tượng đó là bự các bạn. Thì hành trình Ai Cập chúng ta kết thúc tại video này. Và đây là bảo tàng Cairo, trong đó có rất là nhiều xác ướp của vua Ramses II, Seti I, nhưng mà mình không quay cho bạn xem được, các bạn rất là tiếc. Tại vì mình mua vé vào, vé này quay phim chụp hình nhưng mà không có quay phim chụp hình được. Mình cũng cho tiền ổng luôn để mình quay phim luôn nhưng mà cũng không có được. Đã cấm rồi thôi các bạn. Thì hành trình Ai Cập Huyền Bí giải mã tới đây là cũng khá là lâu rồi, bạn cũng kết thúc giống là trong tốt đẹp rồi. Thì hành trình này mình đi mình rất là lo lắng các bạn, không biết là mình đi có bị sao không, tại đây là nước còn đang rất là loạn lạc và rất là nguy hiểm. Bạn thấy người Việt đi qua đây đánh bom này nọ bị chết rồi đó, nên chính phủ mình cũng đã hạn chế rất là nhiều người Việt qua bên Ai Cập du lịch các bạn, và các tour du lịch cũng hủy rất là nhiều. Thì không ai làm cho bạn xem hết, thì mình là tiên phong, mình đi review làm cho bạn xem, cũng tốn khá là nhiều tiền bạc nhưng mà cũng không sao, miễn sao là mình trải nghiệm được rồi các bạn cũng thấy được cũng là vui rồi. Thì chuẩn bị mình về nước thôi các bạn, cái lúc này là mình về nước thôi. Thì có những hành trình mới mở ra, chân trời mới mở ra, thì bạn nào muốn review về cái gì đó hay hơn, hấp dẫn hơn, những nơi nào mà các bạn chưa thấy, chưa ai review thì các bạn comment cho mình biết, mình sẽ cố gắng review cho bạn xem. Để các bạn gọi là mở mang tầm mắt, thấy kỳ đó gọi là hay hơn, hấp dẫn hơn. Giống kênh mình là du lịch khám phá ẩm thực mà các bạn. Hiện tại là mình đang ngồi vào sân bay Cairo, chuẩn bị bay về Việt Nam nè các bạn. Thật sự là quá mệt mỏi luôn các bạn. Mình đi về gọi là tưởng đâu là đi về yên ổn rồi, bạn hay chửi gọi là hải quan của Việt Nam mình là như thế này thế nọ, nhưng mà bạn thấy bạn đi ra bên Cairo thì bạn mới thấy, bên nước ngoài đó bạn mới thấy là bên Ai Cập nè. Mình đi hải quan đi vô là kiểm tra mình passport xong cái lại gì các bạn, người ta là gì ta, hải quan, cái ông cảnh sát của hải quan luôn các bạn, chặn mình lại cái chỗ mà để đi qua re kiểm tra á bạn, xin móc bóp mình ra, thấy tiền đồ xong hỏi mở banh ra hết luôn, mở banh hết ra tiền cái bóp ra, xong rồi đòi xin tiền, cái mình không cho, tự nhiên tiện mới phải cho tiền nó, xong thế là nó móc túi mình, nó sau mình móc ra có tiền Ai Cập, xong nó lại tiếp tục là họ cho nó tiền Ai Cập đi, cái mình nói tờ 50 với tờ 20, cái mình cho nó tờ 20, cái nó kêu là không, ta nói tờ 50 á, cái mình nhét mình kêu không cho luôn, giờ là 20 cũng lấy vậy thôi, mẹ để 50 tôi vô trong Duty Free tôi còn mua đồ nữa đó bạn. Mình vô trong cái chỗ mà hải quan xong bắt đầu soi hành lý xong chặn lại, tiếp tục nói là mình cho thằng nó 20 rồi nha, xong thằng khác tới bây giờ mày muốn không soi tao không mở hành lý ra thì cho tiền tao, không thôi tao sẽ mở hành lý ra. Nói xong cái mình đứng mình bực mình quá, mình thích tháo ba bốn kiện hàng mình tháo rồi, thế là nó dặn mặt mình tháo, nó cho mình mở mắt luôn, cho tháo luôn, cho nó tháo luôn, nó tháo ra một kiện xong lọt xong mệt rồi, xong đóng nó đi. Trời ơi, đứng nó chèo kéo bạn, đứng ngay chỗ hải quan mà ra vô kiểm tra an ninh đó bạn, đứng chặn chỗ đó luôn, xin tiền chừng nào xin được thì thôi mới cho qua. Nói chung là mình khá là bức xúc luôn các bạn. Nói chung là bạn cứ chửi hải quan Việt Nam mình, nhưng mà thật sự là hải quan mình có bao giờ làm gì đâu các bạn. Đấy, họ là đứng đòi tiền trực tiếp luôn, do tay xin tiền luôn, xin tiền đô rồi xin tiền Ai Cập đó các bạn. Rồi chơi ít chơi nhiều, mình đi Kim Tự Tháp á thì cảnh sát cũng đứng xin tiền luôn. Thật sự là mình nói chung là bạn thấy cảnh sát bên này gọi là nó gọi là nó nát lắm luôn rồi các bạn, mà mình không biết dùng từ nào để diễn tả các bạn biết luôn. Thì bạn thấy đi, nói chung là ở Việt Nam mà gì mà mình thấy thích Việt Nam hơn các bạn, cuộc sống hiền hòa yên ổn bình thường. Ở Ai Cập bạn thấy không, xài tiền cực kỳ nhiều, phức tạp. Mà bây giờ mình chỉ muốn là lên trên máy bay mà mình đi về các bạn. Còn thật sự cuộc sống bên này mình đi sợ đánh bom đánh rồi, mà bản thân bây giờ mình sợ cảnh sát ở bên này còn nhiều hơn là sợ những người dân đánh bom ở đây luôn mà. Đi đâu cũng vòi tiền hết, quá sợ. Cái cổng đi từ sân bay mà đi vô tới chỗ mà ngồi máy bay á là qua 4-5 lần nữa người ta xin tiền bạn các bạn. Thôi bây giờ mình chuẩn bị về các bạn. Nói chung là chuyến đi Ai Cập của mình là nói chung là vẫn an toàn tính mạng, kết thúc là mình cảm thấy cũng khá là vui rồi. Các bạn đón chờ tiếp tục những series tiếp theo thôi các bạn. Quá mệt mỏi.